Trung tâm thẩm mỹ TH Spa tại địa chỉ 115 Lê Hoàn, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, chuyên điều trị thâm nám, tàn nhang, rỗ, chàm, bớt, mụn, mụn thịt, trẻ hóa làn da. Kỹ thuật cao của các chuyên gia cùng với dàn máy hiện đại đến từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ làm đẹp cho làn da của phái nữ. TH Spa luôn là địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực chăm sóc da và đem lại vẻ đẹp rạng ngời cho mọi khách hàng. Đặc biệt, trung tâm luôn phối hợp với các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ tại Hàn Quốc để độc hành, chăm sóc, điều trị da cho chị em phụ nữ. Thế mạnh của thẩm mỹ công nghệ cao TH Spa là điều trị các bệnh lý về da, nám, tàn nhang, chàm, bớt, mụn, mụn thịt, trẻ hóa làn da, v.v. Thẩm mỹ viện công nghệ cao TH Spa còn có nhiều liệu trình chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ như công nghệ căng bóng da mặt, công nghệ cấy tế bào gốc, phun, xăm, nâng mũi, giảm mỡ bụng, đùi, lấy lại vóc sáng thon gọn vô cùng hiệu quả, uy tín, được quý khách hàng tin tưởng. Hiện nay, TH Spa đang phân phối độc quyền sản phẩm điều trị nám, chàm, bớt, tàn hương, sạch 100% và cam kết bảo hành trọn đời. Đến với TH Spa, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm những dịch vụ chăm sóc sắc đẹp tiên tiến nhất trong không gian sang trọng và đẳng cấp. Tôi đến thẩm mỹ viện TH Spa cũng rất là lâu rồi. Hôm nay thì tôi có điều trị cái nám và tàn nhang ở đây thì tôi thấy rất là hiệu quả. Mới chỉ 2 tuần thôi nhưng mà da nó đã rất là căng bóng rồi ấy. Máy móc hiện ở đây thì rất là hiện đại. Thì theo tôi cảm nhận thì các cái dòng sản phẩm mà thẩm mỹ viện sử dụng ấy có xuất xứ rất là rõ ràng và có các cái tem nhập khẩu. Đấy, được chứng nhận rất là rõ ràng nên tôi rất là tin tưởng, nên là tôi sẽ đồng hành với TH Spa rất là lâu dài. TH Spa là đơn vị đầu tiên tại thành phố Vinh liên kết, hợp tác, đào tạo với các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc để chuyển giao kỹ thuật về chăm sóc làm đẹp da cho phái nữ. Thẩm mỹ TH luôn cập nhật các cái công nghệ mới ở nước ngoài về để áp dụng cho thẩm mỹ TH. Thế mạnh của thẩm mỹ TH là điều trị các bệnh lý về da như là mụn thịt, mụn, trẻ hóa da, căng bóng da mặt. Đặc biệt, TH Spa đang phân phối độc quyền sản phẩm điều trị về nám, tàn hương, các chàm bớt và cam kết với khách hàng sạch 100% và bảo hành trọn đời cho khách hàng. Thẩm mỹ công nghệ cao TH Spa mang đến vẻ đẹp tự tin cho phái nữ.